B. Trải nghiệm và khám phá một Tây Nguyên kỳ thú với những cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ và cuốn hút, nơi chứa đựng những giá trị lịch sử, những bản sắc văn hóa độc đáo mà có lẽ khó có nơi nào có được. Xin mời quý khách vào trong để có ít phút nghỉ ngơi và tham quan văn phòng của chúng tôi. Vâng, chỉ ít phút nữa đây thôi, hành trình Cao Nguyên ngày xuân hội nhập của quý khách sẽ chính thức bắt đầu. You will come to me.